nào ca tăng bồn nhập bà lăng mày hăng sạp bê bà ghê bà hoàn tu tê dễ tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng bồn nhập bà lăng mày dạ dê cha ta thành là cha nam thì đệ qua gạnh ta nì dê đại dâm sắp bể lộ căm thì dê sạp ta chỉ hoàn ta hạ ra hê tu ca má muộn năng khổ cha năng sắp bể là hoàn tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na điều là phước báo vận bền tiếp chỗ lên thiên đàng cung trời đạo an nhàn chúng sanh hộ tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng ngang phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Nhẫn cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Gia, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên cùng quý cô tu nữ vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh mến chào Thi Na, mến chào Tâm Pháp, mến chào Thi Lâm, mến chào Trần Đạo vừa vào đạo tràng và kính chào Minh Phương vừa vào đạo tràng. Và bây giờ con thấy có đại đức Tuệ Nhẫn vừa quan tâm vào đạo tràng, và nếu sư có thời gian cùng với chúng con ôn bài pháp của kinh sổ 392 thì sư cho con xin một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. Dạ sa thú lành thai Nhật Quỳnh. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 392. Nhật Quỳnh cảm ơn Xích Rạng Đông đã cho bài học, cũng như Rạng Đông đã mở room và cho nghe pháp của thượng tọa Giác Nguyên. Dạ bây giờ thì con cung thỉnh sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ con xin được phép ngâm câu kệ số 392. Yam ha thamang vichanaya sammasambuddhadesitang sak sakai chang tam namasaya akihutam waramma yo mano
Yam ha tham mang vi cha ne ya samma sambu ka de si tang sakka chan tang namasaya agi hu tang varamano. Yam ha tham mang vi cha ne ya samma sambu ta de si tang sakka chan tang namasaya agi hu tang varamano. Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính nể vị ấy như phạm chí thờ lửa. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Hiểu thông giáo pháp nhờ ai, từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền. Như phạm chí thờ lửa thiên, ta phải thành kính khắc tên đá vàng. Bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức. Một lần nữa, con cung kính lãnh lễ tăng và thân chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trợ Nhận, kính lễ quý tu nữ và thân chào tín nữ. Dạ, tuệ duyên xin đọc và kệ kinh Pháp Cú số 392. Dạ, Ma Tham Măng Vi Cha Nay Giá Samma Sambuddha De Si Tăng Sắc Ca Chăng Tăng Nam Mạch Chay Gia Ác Ghi Hu Tăng Va Ram Ma No Yam Ha Tham Măng Vi Cha Nay Gia Samma Sambuddha De Si Tăng Sắc Cát Chăng Tăng Nam Mật Say Gia Ác Ghi Hu Tăng Va Ram Ma No Yam Ha Tham Măng Vi Cha Nay Gia Samma Sambuddha De Si Tăng Sắc Cát Chăng Tăng Namat Sayya Akhihut Tăng Vajramano. Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ ấy như phạm chí thờ lửa. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiểu thông giáo pháp nhờ ai? Từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền. Như phạm chí thờ lửa thiên, ta phải thành kính khắc tên đá vàng. Và khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Yam ha tham măng vi cha nay giá samma sambuddha de si tăng thắc ca chăng tăng nam mát say giá ác ghi hút tăng quá cầm má nô. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ tự nhiên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 392. Yam ha tham măng quý cha này giá sam ma sam bút tha đề xí tăng sát các chăng tăng na mát say giá
Abhihutam quá Brahmano Yamha tham mang quý cha này giác Samma sambuddha đề sĩ tăng Sắc cắt chẳng tăng namas say giá Abhihutam quá Brahmano Yamha tham mang quý cha này giác Samma sambuddha đa sê sĩ tăng Sam ma sam bút đá tha đề sĩ tăng sắc cắt chăng tăng nama say giá ác ghi hút tăng quá brahmano từ ai biết chánh pháp bậc chánh giác thuyết giảng hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Yam ha tham mang quý cha này giá Samma sambuddha đề sĩ tăng sắc cắt chăng tăng namasaya akhi hút tăng quá brahmano hiểu thông giáo pháp nhờ ai từ bậc toàn giác như lai giáo truyền thậm chí thờ lửa thiên ta phải thành kính khắp tên đá vàng bản dịch của hòa thượng Giới Đức em kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn vị Đạt Đông. Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con kính lĩnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con lễ cho đại đức tăng với cô tu nữ mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu kệ số 392. Yam ha tham mang quý già này y giá sam ma sam bút tha đề si tăng sát cát chàn tăng namát sê giá á ghi hút tăng quá brahm ma nô yam hà tham măng quý giả này giả sam ma sam bút tha đề sĩ tăng sát cát chàn tăng namát sê giá á ghi hút tăng quá brahmano từ ai biết chánh pháp bậc chánh giác thuyết giảng hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa và bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu hiểu thông giáo pháp nhờ ai từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền như phạm chí thờ lửa thiên ta phải thành kính khắc tên đá vàng, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dầm ha thăm măng quỳ cha này giang, sam ma sam vụt thà đế si tăng, sạch cạt cha tăng nà mát say giá, a ghi hút tăng, và Brahmano yam ha tham mang quy cha này ya samma sambuddha tha đề si tăng sanh căn chân tăng namat say ya a hi hun tăng và Brahmano dạ con đã đọc xong bài pháp cú số 392. Dạ mấy mời chị Cả Vân. Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khà giá. Con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Đại đức tệ nhẫn cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn cô tu nữ tệ duyên và chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 392 ạ. Nhận hoa thăm mong vì cha này nhá Samma sambuddha đề sĩ tăng sa các chân tăng mà nát xây nhang
chư chúng sanh và tham ma nô dầm tha tham mang thì cha nay ya sam ma sam bút ta đê si tăng sa căng chăng tăng ma na ti say ya át di hút tăng và tham ma nô từ ai biết chánh pháp bậc chánh giác thuyết giảng hãy kính lễ vị ấy như phạm khí thờ lửa. Đó là cổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dầm tha thâm măng vì cha nay ya sam ma sam bút thà đê si tăng sa căn chan tăng mà na tu say ya át nghít hốt tăng là sam ma nô. Hiểu thông giáo pháp nhờ ai? Từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền, như phạm ký thờ lửa thiêu, ta phải thành kính khắc tên đá vàng. Đó là cổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông đã bóp bài. Con xin gửi mít lại cho Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô thiền nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yam ha tham mang vi cha này ya sam ma sam bút thay đề si tăng sát cách chẳng tăng namasay ya aki hút tăng wa brahmano yam ha tham mang vi cha này ya sam ma sam bút thay đề si tăng sát cách chẳng tăng namasay ya aki hút tăng wa brahmano. Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như phạm chí thờ lửa hòa thượng Thích Minh Châu. Dầm hà thâm măng vì cha nay giá, sám ma sám phuôn thà đê si tăng, sạ khát chân tăng nà man say giá, a ghi hút tăng qua brahm. Mano yam ha tham man vi cha nay ya ma sam bun tha de si tang sa ca chang tang na ma say ya a ghi hun tang qua brahmano. Từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền, như phạm chí thờ lửa thiên, ta phải thành kính khắc tên đá vàng hòa thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 392. Văn hà thâm măng quý cha này giá, sâm ma sâm bút thá đê xí tăng sắc cá sắc cát chăng tăng ná mát xây giá ác ký hú tăng ác ký hút tăng qua rầm má nô dân hà thâm măng quý cha đây giá sâm ma sâm bút thá đê xí tăng sắc cát chăng tăng ná mát xây giá ác ý hút tăng quá râm má nô dân hà thâm măng quý cha này giá sâm ma sâm bút thá đê xí tăng sắc cát chăng tăng ná mát xây giá ác ý hút tăng quá râm má nô. Từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy
Như Phạm Chí Thờ Lửa, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hiểu thông pháp, hiểu thông giáo pháp nhờ ai? Từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền. Như Phạm Chí Thờ Lửa Thiên, ta phải thành kính khắc tên đá vàng bản phổ thơ của Hòa Thượng dưới đất. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Và mến mời bằng tay kế tiếp. Và mến mời Xích Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Cẩm Vân. Nam mô Bích Tha Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sích Trang Đông, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình thấy cô Tài Duyên đang ở trước máy. Nhật Bình ôn bài xong, Nhật Bình kính mời cô tu nữ Tài Duyên thỉnh pháp sư và sau đó thì thỉnh đại đức Tài Nhẫn à. Dạ, con xin được ôn bài pháp cú kinh số 392. Yam ha tham mang vi cha này ya sam ma sam bút ta đề si tăng sát cát chẳng tăng namasaya át ki hút tăng và trầm ma nô. Yam ha tham mang vi cha này ya sam ma sam bút ta đề si tăng sát cát chẳng tăng namasaya át ki hút tăng và rằm mano. Từ ai biết chánh pháp bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vị ấy như Phạm Chí Thờ Lửa. Nhầm ha thăm măng vì cha này ya sam ma sam bút ta đệ si tăng sạt gạt chăng tăng nam ma say ya at di hốt tăng và rằm ma nô. Nhầm ha thăm măng vì cha này ya sam ma sam bút ta đệ si tăng sát cặp chăng tăng nam ma say ya at di hốt tăng và rằm ma nô. Hiểu thông giáo pháp nhờ ai? Từ bậc toàn giác Như Lai giáo truyền. Như Phạm Chí Thờ Lửa Thiên, ta phải kính khắc tên đá vàng. Đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng và sa thú lành thai. Nhật Bình mến chào Ngài Cẩm Vân và Tâm Phương vừa đạo tràng và cũng đã hoan hỷ lên kịch. Nhật Bình cảm ơn Sích Thi Na, Sích Trần Đạo, Sích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kịch kinh và con cũng thành kính ảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 392. Dạ, kính chào cô Ái Minh. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên thay mặt đạo tràng cùng thỉnh pháp sư ạ. Nhật Bình kính nhường mic đến cô ạ. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn Sích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ này là giờ trang nghiêm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ewang sambhati ramma agavantang
tha ya cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca dun nhé na thi hòa xa ya tan ha u tha ya pa de na mi ga da yang ta to ga to ban cha wa cha da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba pu ti sam bu to anu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se si ngập ta cần để tu ai phản thế tham mà thế gian sa di tha ta ya nu am bang ta te ka ung quang trời mọc nhờ ánh đàn hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới của âm phụ cập đa giang bởi mơ ràng thịnh các nói đây ngồi khắp đôi mê cầu đặng trí vẹn toàn thay mặt đạo tràng cung thịnh con cung thỉnh đại cho con cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn. Đại đức Tuệ Nhẫn có nghe âm thanh của con không ạ? Con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ quý vị nghe rõ chưa? Dạ alo, dạ alo, quý vị có nghe rõ không ạ? À, dạ tốt quá. Bây giờ thì trước khi vào bài pháp, chúng con xin nghiêm tình thân cầu ý cùng với đại chúng, chúng ta thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo.
Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeni svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang lamassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật là phương đinh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo lời dạy, đi theo con đường chánh pháp mới được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống thiện đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành theo dòng nghiệp lực luân hồi của mình. Phước báu do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, nhất là các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Đông Vương, Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả chư đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an tịnh và lắng nghe diệu pháp, ngõ hầu chứng đắc tứ thánh đế, tứ thánh đạo ngay trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, trước khi vào bài pháp thì chúng ta hãy lắng nghe để tâm để chúng ta nghe pháp. Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh sư, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, sư trở ra rồi chắc sẽ vào trở lại ạ. Dạ, con thấy sư đã trở lại đạo tràng, con kính dâng mít đến sư và cảm ơn rằng đông. Dạ, thưa quý vị nghe rõ chưa? Alo, alo, à dạ tốt rồi. Dạ, trước khi vào nghe pháp thì chúng ta hãy nghiêm tịnh thân khẩu ý và chúng ta luôn luôn hãy nhắc cho nhau nghe về pháp đang hiện khởi. Vì sao chúng ta xa, rất là xa rời pháp? Vì
vô minh rất là lớn và trí tuệ của chúng ta quá ít ỏi. Và hàng ngày chúng ta không được nhắc về các pháp là thật trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thường kể những cái câu chuyện dài của chư Phật, của các bậc thánh, mà chúng ta quên mất cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Chính là cái pháp đang là, đang bị tham, đang bị sân, đang bị vô minh, chấp rằng có người này, có người kia, vân vân. Và chúng ta không hiểu được âm thanh chính là, âm thanh chính là giới, âm thanh chính là xứ, âm thanh chính là uẩn, âm thanh chính là sắc, âm thanh chính là khổ đế. Cũng vậy, cái thấy, nghe, ngửi cũng vậy. Và chúng ta học giáo pháp mà không có tiếp cận được với cái thực tại trong đời sống thì rõ ràng là chúng ta đã đi một cái con đường rất là sai trái. Đó không phải là con đường chánh đạo. Mà con đường chánh đạo thì chúng ta phải hiểu ngay về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm này. Chúng ta sẽ hiểu được uẩn, xứ, giới, đế và sự xuất ly của chúng. Bây giờ thì chúng con xin bắt đầu đi vào câu kệ 393 này. Và hãy nhớ, nếu quý vị hiểu được sắc la thực tại, quý vị sẽ hiểu được tất cả những gì Đức Phật nói ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Mặc dù chúng ta không hiểu như Đức Phật, nhưng mà cái chi kiến chân chánh sẽ đưa chúng ta giải thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu ngay trong đời này không giải thoát thì nó là một ba la mật tối thắng, kế kiếp kế tiếp là chúng ta sẽ chứng quả. Còn nếu mà chúng ta cứ học theo những cái câu chữ, những cái mà nó chưa sanh khởi, mà chúng ta cứ có cái tâm tưởng bám đuổi theo nó, thì các bạn đã đi một con đường viễn vọng và không bao giờ quý vị thấy được pháp. Đó là quý vị phải luôn luôn nhớ về điều đó. Bây giờ thì chúng ta xin con xin chia sẻ câu kệ số 393 này. Nacha ta hi nakote na nacha cha hu ti tam mano tam hi sat chan cha tham mô cha so su chi so cha ram mano. Nghĩa Việt của Ngài Incharnanda dịch là không phải vì những búi tóc bệnh. Như vậy, búi tóc bệnh ở đây chỉ cho các cái vị Bà La Môn họ tu theo những cái khổ hạnh ép sát, hay là họ tu theo những cái đường lối mà nó không đúng, không chân chánh. Không phải vì dòng họ, tức là không phải vì sanh ra ở trong những cái dòng họ cao quý như Bà La Môn vua chúa. Không phải vì sanh chủng, tức là không phải vì sanh chủng các cái gia đình hạ liệt, hay là gia đình Bà La Môn, hay là gia đình Phệ Xá, hay là gia đình trong vua chúa, mà trở thành Bà La Môn. Như vậy cái nghĩa Bà La Môn ở trong này tức là vị đã đoạn được lậu tận, tức là tâm của vị nào đi trên cái con đường thánh đạo đoạn được lậu tận nơi tâm mình gọi là Bà La Môn. Ở vị nào có sự chân thật, và chúng ta biết chỉ khi nào chúng ta thấy thực tại trong đời sống hàng ngày, lúc này chúng ta mới biết được chân thật ba la mật là như thế nào. Và sự ngay thẳng, và sự ngay thẳng, sự ngay thẳng ở đây chính là thân khẩu ý đã được thanh tịnh với con đường bát chánh. Khi sống trong đời sống hàng ngày, tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào, không có vì thương, không có vì ghét, không có vì sợ hãi, không có vì vô minh nữa rồi. Vị ấy là trong sạch, và vị ấy là vị Bà La Môn. Bà La Môn.
cái hai cái câu đầu là lát thí cha hí ná gốt tê ná ná chất cha hô tí râm mạ nô, không phải vì những búi tóc bệnh, tức là chỉ cho các cái vị mà tu khổ hạnh hay tu ép sát hay tu theo những cái đường hướng mà nó đi sai với cái con đường chánh đạo. Không phải vì cái dòng họ, tức là không phải vì sanh ra trong những cái dòng họ người ta đặt cho đó là quý tộc, quý phái. Không phải vì sanh chúng, tức là không phải vì sanh chủng thọ sanh, như là thọ sanh vào nhà nghèo, bần tiện, đang gỗ, đang giá hay là vân vân, mà có thể trở thành một vị Bà La Môn. Mà có thể trở thành vị Bà La Môn. Như vậy cái nghĩa Bà La Môn Đức Phật lấy ở đây là chỉ cho những ai đã đi được trên cái con đường tứ niệm xứ và đã thấy rõ được các pháp. Bây giờ có pháp không thì chúng ta cần phải hỏi. Vậy bây giờ chính là pháp. Bây giờ chính là pháp. Cái từ tình ná thì chúng ta biết rồi, nó là một cái từ phủ định chỉ cho không. Từ chất ta hí, chất ta nó là một cái danh từ thuộc lữ tánh, ở đây chia theo sử dụng cách, nên là nó có ghép cái đuôi của nó là a hí, nên là á hí, nên là nó trở thành từ cái từ nguyên mẫu của nó là chất ta, thì nó trở thành chia theo đối cách, nó trở thành chất ta hí thuộc về sử dụng cách chứ. Và số nhiều bởi những búi tóc bệnh, tức ở đây chỉ cho nhiều cái vị tu khổ hạnh ép sát. Từ gốt tê ná thì chúng ta biết là gốt tê ná là cái từ gốt tá, gốt tá. Và ở đây nó cũng chia theo sử dụng cách là ê lá, ê hí, ê phí đó. Thì nó ghép cái đuôi của nó lại thì nó trở thành gốt tê ná. Đó là một cái danh từ trung tánh mà chia theo sử dụng cách là do, bằng, bởi. Như vậy là không phải do, hay là không phải bằng, không phải bởi vì những cái đó, hay là dòng họ. Vậy là tiếp theo nữa là cái từ chết cha. Chết cha là cái từ cha tí. Cha tí là một cái danh từ lữ tánh mà ở đây cũng chia theo sử dụng cách. A hí, a phép, ê ná trở thành từ chất cha. Chất cha thì là một cái danh từ lữ tánh sử dụng cách, cũng có nghĩa của nó là do, bởi, với, bằng, sanh chúng do sự thọ sanh, sanh chúng do sự thọ sanh. Dâm hí sách tranh chá tham mô chắc, ở cái vị nào có sự chân thật, như vậy ở vị nào có sự chân thật. Và chúng ta biết tất cả con người chúng ta trên thế giới này thì ai ai cũng đều có những cái khoảnh khắc chân thật cả, nhưng mà ở đây á, là chân thật thấy được lý thánh đế, thấy được cái chân lý, thấy được cái chân lý, cái chân lý duyên sanh các pháp, thấy được cái sự thật chân đế, thì vị đó sống một đời sống chân như, chân thật với pháp. Dâm hí sách chân chát thâm mô, ở vị nào có sự chân thật. Rồi chúng ta ở thấy, chúng ta ở cuối chúng ta thấy cái từ thâm mô chát đó. Ở vị nào có sự chân thật và sự ngay thẳng. Như vậy là những ai chưa đến được với giáo pháp của Đức Phật, chưa hiểu cái lời chân ngôn của Đức Phật từng từ một trong tam kinh điển, thì những người đó chưa được gọi là cái vị có sự chân thật và sự sống ngay thẳng được. Kể cả là tất cả các vị, dầu là các vị tỳ kheo
hay là các người cư sĩ mà họ chỉ đến chùa làm phước với họ đức tin mà thôi. Mà kể cả họ có nghe pháp nhưng mà họ nghe bụp bụp bang bang đó, và họ chưa có thấu hiểu được pháp trong đời sống hàng ngày, thì người đó cũng chưa thể được gọi là cái người có được sự chân thật trong cái nghĩa của bài pháp này, là sự ngay thẳng. Bởi vì ở đây chỉ cho các bậc đã đi trên con đường tứ niệm xứ và các bậc thánh nhân, chúng ta phải hiểu. Và ở đây là chỉ cho Bà La Môn là vị A-la-hán đó. Vậy ở chỗ này chúng ta phải hiểu rất là rõ, và chúng ta chớ có lầm tưởng là nói về tất cả, và ở đây là nói về những cái bậc mà đã đạt được cái sự chân thật chân lý. Từ dâm hí hay là từ giá, nó là một cái đại từ quan hệ lam tánh, chia theo định sở cách âm hí âm phí. Nó chia theo định sở cách là ở vị nào, ở người nào, ở vị nào là ở vị nào. Nó ở bất cứ ai mà nghe được lời dạy của Đức Thế Tôn và thấy được pháp trong đời sống hàng ngày, thì ở những cái vị đó. Như vậy là bất cứ ai mà thấy được giáo pháp là người đó sống với chân thật, sống với pháp. Người nào mà thấy được chánh pháp thì người đó sẽ sống với chân lý. Còn những cái người kể cả họ có thuyết giảng, có cao siêu, họ có nói cái gì trong kinh điển đi chăng nữa, thì cái đó nó chỉ là một cái vỏ hay là một cái lá cây, chứ chưa có sống được với cái hương vị của pháp bảo. Pháp bảo. Từ sắc chân, sắc chát, danh từ trung tánh, chủ cách, nói lên cái sự chân thật. Chân thật. Chá là một cái liên từ, có nghĩa là và. Tham mô, tham mô là pháp, danh từ nam tánh, chủ cách, sự ngay thẳng, sự chánh trực. Như vậy pháp ở đây nói đến gì? Là trí tuệ, là panya. À, chỗ này chúng ta phải hiểu là panya. Panya. Từ pháp ở đây chỉ cho các cái tầng tuệ giác và trí tuệ siêu thế, sự ngay thẳng, chánh trực. Từ sô su chi nghĩa là vị ấy là trong sạch. Như vậy vị ấy là trong sạch. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có chánh pháp mới làm cho chúng sanh trong sạch được thôi. Mà chúng sanh là gì? Chúng ta phải hiểu. Chúng sanh không phải là con người, không phải là ai đó, không phải là chó mèo, không phải là phàm thiên. Chúng sanh chính là năm uẩn sanh và diệt liên tục, không có sự ngừng nghỉ. Mà năm uẩn đó là những cái năm uẩn tham sân si đã vắng bạc, không còn sanh khởi nơi nội tâm của vị đó nữa. Đó gọi là, đó gọi là, đây gọi là gì? Sự ngay thẳng hả? Gọi là gì? Đó là trong sạch, trong sạch vị ấy. Như vậy là pháp trong sạch, tức là năm uẩn nó trong sạch, nó không còn ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi tà kiến, bởi ngã mạn, bởi tật đố, ganh tị nữa. Chứ không phải là chúng sanh là ai đó, nhớ nha. Hãy nhớ luôn luôn cái chuyện đạo pháp thôi. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng là pháp dẫn đến các vị Phật, pháp dẫn đến các vị thánh, các bậc toàn giác, Đức Phật độc giác, Đức Phật thinh văn giác. Như vậy cái tên gọi là Đức Phật, là Đức Phật độc giác hay các vị thánh, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ananda, hay nên là Sư Tuệ Nhẫn, hay là Cô Ái Minh chẳng hạn, thì cái đó chỉ là một tên gọi.
còn tất cả chỉ là pháp. Khi nào chúng ta hiểu mọi khoảnh khắc chỉ là pháp thôi. Pháp, pháp, pháp. Cái gì là pháp? Nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, nặng, thọ, u, thọ, hỷ, thọ, xá. Tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc, tâm chạm, tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm đoán định. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm tật đố, tà kiến, sân hận, tất cả những cái đó chỉ là pháp trong từng khoảnh khắc. Không có một con người nào cả. Như vậy các bạn phải luôn luôn nhớ pháp là vô ngã do duyên sanh. Không có ai thực hành để thành tựu một điều gì đó cả. Mà pháp chỉ để hiểu. Và cái hiểu đó cũng không phải là ai tạo ra hiểu biết. Hiểu biết đó sanh khởi từ nhân duyên. Do được nghe về các pháp. Do được suy tư về những cái điều chân chánh. Mà chánh pháp đó hiện khởi. Nơi chính thân tâm được gọi là người đó. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mỗi khi nào mà chúng ta có một cái ý định gì đó thực hành mà không có sự hiểu biết, đó là một điều đã đi sai với chánh pháp. Và chúng ta hãy luôn luôn quay về với khoảnh khắc này. Khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng này, chúng ta sẽ thấy ra được nhân duyên, nhân quả của các pháp. Và ai nói rằng tôi thực hành để có chánh niệm thì người đó chỉ làm phá hủy giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Bởi vì chánh niệm có nhân duyên của chánh niệm, tham có nhân duyên của tham, sân có nhân duyên của sân, cái thấy có nhân duyên của cái thấy, cái nghe có nhân duyên của cái nghe, cái ngửi có nhân duyên của cái ngửi. Và không có ai tạo ra được các pháp. Vậy thì tại sao chúng ta lại nói rằng chánh niệm đi, thực hành đi, chánh niệm đi, thực hành đi? Mà sao chúng ta không hiểu bản chất của chánh niệm là chúng chánh niệm, bản chất của trí tuệ chính là sự hiểu biết. Đó là điều mà chúng ta khó khi được nghe tới, phải không? Sô, cái từ sô hay là nó cũng gọi là tá nữa, là một cái đại từ quan hệ, nam tánh, chủ cách, chỉ cho vị ấy, chỉ cho vị ấy. Thế là cá nhân đó, su chi là su chí, là một cái tính từ nam tánh, chia theo chủ cách, là trừ, chỉ cho cái sự trong sạch. Su cha được sử dụng trong trong thơ. Sô chá râm mát nô là vị ấy, là vị bà la môn, chỉ cho cái vị ấy là vị bà la môn. Vị bà la môn ở đây chỉ cho các bậc thánh, các bậc thánh, các bậc có đầy đủ giới định tuệ. À, vậy lúc nãy thì chúng ta thì người ta đặt cái câu hỏi là thế pháp hành thì hành cái gì? Dạ thưa quý vị, pháp học là do nghe, nghe rồi tác ý khéo, tác ý khéo đó chính là chánh niệm tỉnh giác, và chánh niệm tỉnh giác đó lên một cái tầng cao của nó chuyển qua pháp hành. Pháp hành là pháp tiệm cận với những cái gì đã được thấy, được nghe thực tại đó để minh chứng cho một cái sự thật đó và liễu ngộ cái chân lý đó. Pháp hành đó là tùy thuận pháp mà vị đó hiểu biết như vậy. Vị đó hiểu sân chỉ là sân, khoảnh khắc sân không có tham ở đó, không có tà kiến ở đó, không có tôi ở đó, không có ngã ở đó, không có sắc ở đó, mà chỉ có sân ở đó. Được chưa? Được chưa? Đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và lúc đó vị đó cũng thấy sân thì là khổ đế. Đó, đó là chánh. Như vậy chúng ta không cần phải hỏi tứ niệm xứ ở đâu, mà tứ niệm xứ không thể nào là quán thân rồi mới quán tâm được, à quán thọ rồi mới quán tâm, quán pháp. Điều đó là điều chúng ta hiểu sai vô cùng cái bài kinh tứ niệm xứ. Đó là một sự sắp đặt mà thôi, chứ còn khi mà bạn đã
vào cái pháp mà bạn hiểu đó, thì bạn hiểu, có khi bạn hiểu cái sắc đó, nó trở thành cả hai đế, bạn cũng biết được đó là khổ đế và tập đế, cái nguyên nhân sanh ra cái sắc đó là ái mình chẳng hạn. Chứ không phải là chúng ta tu thật thân niệm xứ, trước rồi thọ niệm xứ, rồi tâm niệm xứ, rồi pháp niệm xứ. Điều đó là chúng ta ấu chỉ trong pháp đó. Cái đó là cái tôi dạy dỗ, chứ không phải là chúng ta trình bày cái pháp để đức để mà nó vô ngã để hiểu. Và chúng ta phải nhớ. Rồi, bây giờ Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là được gọi Bà La Môn, không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Như vậy nè, ai mà thật chân, tức là thật chân, thật chân ở đây là ai thấy được chân lý đó, ai thấy được tứ thánh đế, ai thấy được các pháp đó, chân chánh cái con đường bát chánh đạo, giới định tuệ, tâm an tịnh, gọi là Bà La Môn. Như vậy thì giáo pháp này các bạn không cần phải làm gì cả, vì các bạn có làm cái gì đi chăng nữa đó là làm sai. Mà giáo pháp này để hiểu, hiểu từng chút một, nghe hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu, và đến một giai đoạn nào đó trí tuệ tự chúng đủ ba la mật, chúng bừng sáng và liễu ngộ niết bàn. Đó là tâm từ của chúng tôi gửi đến quý vị. Các bạn làm một cái điều gì đó là các bạn đi xa với thực tại. Các pháp sanh khởi không thuộc chủ quyền của ai cả. Tôi nói ví dụ. Ví dụ như tôi gặp bạn này, cái đối tượng của tôi là mắt của bạn đó. Mắt của bạn này, bạn ấy nhìn tôi thì bạn sanh ra thương, nhưng mà tôi đi đến kia cũng là cái đối tượng này, nhưng mà cái người kia nhìn người đó ghét tôi. Như vậy cái đối tượng của tôi không có làm ai ghét, tôi chỉ đi trên đường thôi. Nhưng mà người thương người ghét đó là bao la, đó là nhân duyên của các bạn. Và không có cái tôi nào đó, phải không? Cũng như các bạn đi trên đường, các bạn đâu có để ý tới những cái người đi đường, nhưng mà người này ghét, người kia thương, vì có cái thấy, vì có cái nghe, vì không liễu chi được đối tượng, vậy thôi. Và các bạn nói rằng là thực hành chánh niệm đi, vậy thì tôi hỏi bạn là bây giờ bạn làm cho chánh niệm sanh khởi đi, bạn có làm được không? Nhưng mà nãy giờ tôi nói giáo pháp của Đức Phật á, có khoảnh khắc các bạn hiểu biết lý vô ngã đúng không? Đó chính là chánh niệm, đó chính là trí tuệ. Chỉ có do nghe các bậc hiền chỉ, hãy nghe chư tăng thuyết giảng về các cái pháp liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Các bạn yên tâm một điều, giáo pháp này còn tăng chúng thì còn có bậc thánh nhân. Các bạn yên tâm một điều đó, bởi vì nhân duyên Đức Phật để lại giáo pháp. Các bạn hãy tin tưởng cái điều đó, và chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào chánh pháp. Các bạn còn đi tìm một cái lối thực hành nào đó của một người nào đó thì các bạn chưa có tôn kính giáo pháp của Đức Phật. Và cái người truyền đạt mà dạy người đó để trở thành một cái mối liên hệ, liên kết để làm ăn, để tạo dựng chùa chiền, thanh thế, danh lợi, đó không phải là người chí. Người chí chỉ truyền đạt giáo pháp một cách đúng đắn để cho trí tuệ tự thân sanh khởi. Và trí tuệ tự thân sanh khởi rồi thì chính cái con đường chánh pháp nó dẫn bạn đi, chính là cái trí tuệ đó dẫn các bạn đi tới niết bàn đó.
Như vậy thì chúng ta thấy pháp thì có ở khắp mọi nơi, sự thật có ở khắp mọi nơi. Nhưng mà có điều khó hiểu lắm, cũng là cái cứng. Tất cả trên địa đại nó chỉ là cứng mềm. Con người này, con người kia, đồ vật này, khi mà chúng ta sờ vào nó, tất cả chỉ là cứng hay là mềm. Nhưng mà coi chừng chúng ta không tỉnh giác á, thì nó sanh ra thương và ghét, yêu và mến, ganh tị và tật đố. Vậy thôi. Chứ còn cái cứng, cái mềm nó không ghét ai đâu. Nó cũng chẳng biết cái tâm ghét nó. Nó cũng chẳng biết cái căn của nó ghét nó. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng khó. Bây giờ thì chúng con xin đi vào cái tích truyện, rồi sau đó thì chúng ta sẽ học cái bài học này. Dạ, bài học này thì được Đức Thế Tôn khi mà Ngài ngự ở chùa Chê Táo Ná và đề cập đến một vị bà Nam Môn có tên là Cha Tín Lá. Bà Ngài thuyết lên cái pháp thoại. Bà được nói rằng thì bà Nam Môn, Cha Tín Lá suy nghĩ rằng ta thọ sanh vào trong cái dòng dõi bà Nam Môn, thiện sanh cả phụ mẫu hệ. Nếu Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là Bà Nam Môn thì Ngài cũng lên gọi ta như thế thì mới phải. Và thế là Bà Nam Môn đến tịnh xá ý kiến Đức Thế Tôn xong thì trình lên cho Đức Thế Tôn về vấn đề này. Thì Ngài không có gọi Bà Nam Môn Cha Tín Á này, mà Ngài nhân cái cơ hội đó, Ngài nói lên cái pháp thoại để cái tâm của bà Nam Môn mở cái cánh cửa của vô minh, của tà kiến ra. Này bà Nam Môn, ta không gọi bà Nam Môn do vị thắt bím tóc hay là giai cấp hoặc gia tộc, nhưng ta gọi người thông suốt chân đế. Quý vị thấy không? Sư không có nhìn vào cái bản mà dịch thuật này đâu. Chưa có đọc. Nhưng mà đọc cái câu kể đó là biết, nói về cái chân đế rồi. Nhưng ta gọi người thông suốt chân đế là Bà La Môn. Thông suốt chân đế này, thông suốt chân đế về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Thông suốt khổ, tập, diệt, đạo. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn này rằng được gọi là Bà Nam Môn không vì đầu bệnh tóc, không chủng tộc thọ sanh hay thập chân chánh tịnh mới gọi Bà Nam Môn. Và trong chú giải thì cái từ sắc chân có nghĩa là người nào có sắc chá nhà nát đó trí tuệ đó, thông suốt đệ tứ thánh đế này, với 16 chi và 9 pháp siêu thế. Mười sáu chi ở đây là gì? Là bốn chi về khổ, bốn chi về tập, bốn chi về diệt, bốn chi về đạo. Chính pháp siêu thế nè: Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, đạo quả và niết bàn. Thì đức pháp thoại nhiều người chứng đạt thánh quả diệt lưu. Và ở đây Ngài có cận đề, tức là Ngài cận đề, tức là Ngài Pháp Minh, Ngài Cận Đề: Phật không nhưng gọi Bà La Môn theo lẽ thông thường của ngoại tôn, bệnh tóc, thọ sanh, chi cũng mặc,
nếu chưa thấu đạt pháp ly ngôn, Bà La Môn Phật bậc siêu nhân, bốn đế an tường ngộ lý chân, tâm vẫn thường hằng trong cõi tịnh, không còn mê vọng với tham sân. Quý vị hiểu khổ đế như thế nào? Để trở thành Bà La Môn. Như vậy Đức Phật dạy cái người nào mà hiểu được tứ thánh đế mới được gọi là Bà La Môn. Và ở đây, vì đó phải đạt tới thánh trí, tức là diệt trừ đi bốn lậu. Còn những Bà La Môn kia, tại sao Ngài lại không gọi Bà La Môn? Vì Ngài biết rõ cái đường lối thực hành. Vì Ngài đã thực hành tất cả các loại thiền định khổ hạnh rồi, nên Ngài thấy những cái con người này có thiện bao nhiêu chăng nữa thì tham sân si, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu vẫn chói cột cái vị đó, tâm của vị đó trong vòng sanh tử luân hồi. Ở đây chúng ta rất dễ rơi vào dễ cơ giới thủ, kể cả là trong chúng ta đó, trong chánh pháp rất dễ bị rơi vào trong kính thủ. Một là chúng ta lơ đễnh, lơ mơ và bỏ mặc giới hạnh. Hai là chúng ta thực hành vào giới cấm thủ. Chúng ta nhớ nha, đừng có nghĩ rằng chúng ta sinh 5 giới, 10 giới mà có giới đâu, hay là 227 giới mà chúng ta có giới đâu. Chúng ta nói chúng ta tỳ khu hay là chẳng hạn giữ 227 giới, như thực tế thậm chí là không có giới nào luôn á. Cẩn thận, cẩn thận. Khi nào mà chúng ta thấy được cái tâm thiện, tâm bất thiện thực sự, thấy được pháp vô ngã, thấy được cái lý duyên sanh nguy hiểm của nó đó, thì chuyện đó mới tính tới giới. Chúng ta thấy kiềm chế thì cũng là một điều tốt đó, nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà cần phải vừa ấy mà vừa phải học cho tinh thông giáo pháp của Đức Phật mới nói đến chuyện có giới được. Chứ còn giữ giới chứ không phải là có giới. Nhớ nha, cái người có giới khác với người giữ giới. Rồi có người không giữ giới nữa, rồi là giữ cũng không được nữa, bởi vì phiền não nó dập, không thể giữ được, nên là nguy hiểm lắm. Nói cho chúng ta biết. Để nói một chút về cái điều đó. Bây giờ thì được gọi Bà La Môn thì Đức Phật đã thấy được những cái hội chúng này, dầu là họ có tinh tấn tích cực bao nhiêu chăng nữa, cùng nắm được một chút thiện pháp thôi. Thậm chí là nó chẳng bằng người đời, người ta có hiếu hạnh với cha mẹ, người ta sống một cái đời gọi là cũng làm ăn lo toan vậy. Họ không có mắc vào tà kiến, thậm chí họ còn nguy hiểm hơn nữa. Nên là Đức Phật không có gọi mấy cái hạt này là Bà La Môn được. Kể cả trong chánh pháp của Đức Phật, những cái người mà chăm chăm gồng gánh giữ gìn giới, rồi là phân biện tùm lum tà la về giới, nó cũng không có giới. Giới là phải hiểu được bất thiện và thiện. Giới là phải hiểu được cái cách ứng xử với thân khẩu của mình trong đời sống hàng ngày. Nếu mà người nào mà không hiểu được, không ứng xử được tốt đẹp được với thân với khẩu trong đời sống hàng ngày, người đó không có giới. Nhớ như vậy, giới nó bất thiện làm sao mà gọi là giới được. Như vậy giới nó phải đi từ chánh niệm tứ niệm xứ mà ra. Chứ chúng ta phải nhớ là giới định tuệ nó phải đi từ tứ niệm xứ mà nó ra, chứ không phải nó thông thường mà nó ra đâu. Do vậy giới trong Đức Phật, tại sao người cư sĩ người ta giữ năm giới mà Đức Phật ấy giải thoát, người ta giữ cái giới ở trong cái tứ niệm xứ đó đó. Chứ còn không thì họ chỉ cùng nắm là họ giữ gìn, cố
này kia để cùng nắm mình sanh về các cái cõi trời hay cõi người thôi, chứ còn để mà nó thanh tịnh thân khẩu là không có, là không có. Do vậy mà những bà la môn này không được gọi là bà la môn, không vì đầu bệnh tóc. Chúng ta biết là phái đi kiền tử đó thì người ta bệnh tóc nữa. Rồi không chủng tộc thọ sanh, tức là không phải là vì anh sanh ra chủng tộc giàu có hay là hèn mọn, hay là anh thọ sanh vào bà la môn hay thọ sanh vào dòng vua chúa hay thọ sanh vào, đương nhiên là thọ sanh vào dòng bà la môn vua chúa thì đương nhiên là cái phước báo đã có đó. Nhưng mà đó chưa, vậy chúng ta thấy rất nhiều người giàu có vua chúa rất là bất, làm những việc bất thiện tà tư tà hạnh. Những cái người nghèo khó cũng vậy. Như vậy ai thật chân chánh tịnh mới gọi bà la môn, ai thật chân chánh tịnh mới được gọi la môn, ai là ai đây? Ngoài cái người mà con của Đức Phật có niềm tin chân chánh, học hành đúng chánh pháp ra thì không có còn ai hết á, không còn ai hết. Do vậy á, ngài đã nhắc nhở là những ai mà đi chân chánh theo lời dạy của đấng toàn giác này thôi thì mới làm cho chánh tịnh được, cho chánh tịnh được. Bây giờ nói về để làm cho chánh tịnh thì một vị bà la môn là như thế nào? Vị la môn phải thành tựu giới, định và tuệ. Vậy thì giới thì chúng ta sinh năm giới, chúng ta thọ sa di 10 giới hay là thọ tỳ kheo 27 giới. Giới đó nó đã làm cho thanh tịnh chưa? Chưa. Giữ được nó 1 năm, 10 năm, 20 năm hay là 60 năm nó cũng tốt đẹp đó. Điều đó là quá tốt đẹp rồi. Nhưng mà để nó thanh lọc tâm thì giới đó không phải. Cái giới đó nó phải luôn luôn đi với chánh niệm tỉnh giác, qua thân, qua khẩu, qua ý của nó. Nó phải đi xuyên suốt từ cái ý căn, ý sanh lên. Và người đó phải hiểu được năm dục trưởng dưỡng. Vì đó phải hiểu, phải biết thu thúc các căn. Vì đó phải biết thu thúc các căn. Vì đó phải khéo như lý các ý. Vì đó phải hiểu được các giới vức của các pháp. Nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới, pháp giới. Và hiểu được cái sự gì? Hiểu được cái mồi của các dục, sự nguy hiểm và sự xuất ly các dục. Như vậy mà một vị tỳ khu xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Vì đó học giỏi, thuyết pháp hay. Nhưng mà tham, sân, si không được giảm bớt. Không được hiểu biết rõ nơi tâm của mình. Thì vì đó không thể thành tựu giới hạnh được.
Và chúng ta thấy tất cả thế gian này đều chìm đắm trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy chúng ta thấy thế gian là gì? Thế gian là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà thôi. Và siêu thế gian là gì? Tức là chúng ta không có chấp thủ, không có dính mắt, không có ái luyến đối với mắt, đối với đối tượng thị giác. Không có ái luyến đối với tai, với âm thanh, với cái nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Không có ái luyến với cái sự suy nghĩ tầm cầu. Dứt bật cái sự đó. Đó là siêu thế đó. Thì như vậy chúng ta thấy thế gian là lục căn mà chúng ta sai sự chúng ta tham ái dính mắt, để chúng ta không dính mắt với đó nữa, đó là siêu thế. Nó sẽ đạt cái siêu thế. Vậy chúng ta đừng có tìm siêu thế ở đâu. Mà muốn hiểu siêu thế thì hiểu thế gian đi, thì sẽ hiểu được siêu thế. Chúng ta không hiểu được thế gian thì làm sao xuất ly thế gian? Mà xuất ly xuất ly thế gian thì nó là siêu thế, phải không? Xuất ly thế gian thì đâu còn thế gian nữa, thì vậy là siêu thế thôi chứ. Đơn giản thôi. Vậy xuất ly cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm khó không? Khó, khó vô cùng. Như vậy là chúng ta quá dính mắc với cái thấy và cái được thấy, phải không? Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta dính mắc với cái gì. Không có ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, chúng ta không có dính mắc vào cái gì hết. Bây giờ chúng ta hiểu nó thì chúng ta không hết dính mắc với nó. Hiểu nó, hết dính mắc với nó. Hiểu đó là gì? Đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác. Mà bất cứ khi nào có cái thấy sanh khởi là có đối tượng thị giác, phải không? Như vậy đối tượng thị giác có phải là đàn ông đàn bà không? Không. Có phải là quyến thuộc thân bằng không? Không. Đối tượng thị giác nó có tham sân si không? Không. Đối tượng thị giác nó có tác ý, nó có mong cầu không? Không. Đối tượng thị giác nó có biết mắt không? Nó không biết mắt. Mắt có biết đối tượng thị giác không? Không. Đối tượng thị giác nó không biết cái thấy. Nhưng cái thấy biết đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác không biết nói, không biết cười, không biết đùa vui. Như vậy thì chúng ta hiểu được đối tượng thị giác chỉ là một sắc vọng, và chắc chắn nó phải là khổ rồi. Như vậy đối tượng thị giác nó có phải là cứng mềm nóng nặng không? Không. Khi nó sanh khởi nó có in dấu vào tai, vào mũi, vào lưỡi không? Không. Nó chỉ in dấu vào nhãn căn. Và đúng ra thì nói, thật ra mà nói thì ánh sáng nó soi vào cái đối tượng thị giác đó mà cái tâm thấy nó sanh khởi. Như vậy nó là một pháp, là một sắc, là một quẩn, là một xứ, là một giới, là một đế riêng biệt của nó. Nó chưa từng biết ai trên đời này cả. Bản thân nó còn không biết nó nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu. Và cái tâm thấy, như vậy chúng ta cũng không để ý cái tâm thấy, phải không? Chúng ta chỉ muốn được cái thấy đó thôi. Như vậy đối tượng thị giác không phải là con người. Đối tượng thị giác cũng không phải ở trong tâm thấy, mà tâm thấy cũng không ở trong đối tượng thị giác. Tâm thấy cũng không phải là con người, không phải ai đó. Về tâm thấy là một pháp. Tâm thấy không thể sanh ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi được. Tâm thấy không thể sanh chung với tâm nghe được. Nó, thế giới của nó chỉ sanh trong một khoảnh khắc đó thôi. Như vậy thì cái đối tượng thị giác đó nó biến mất ở chỗ này. Khi mà cái thấy đối với con người này, thì con người này có thể là tham, là sân, là si, sanh khởi sau khoảnh khắc thấy đó, hay là thọ hỷ, thọ lạc, sanh lên sự luyến ái đó. Nhưng mà cũng cái đối tượng thị giác đó, nó xuất hiện ở ngoài kia, thì đôi khi nó bị cán chết, nó bị đánh đập, nó bị giết chết,
Như vậy giữa hai cái chết đó đều giống nhau cả. Khi chúng ta nhắm mắt lại thì đối tượng thị giác đã biến mất. Không cần phải đi tìm sự chết và cũng không phải lo sự chết. Vì các pháp chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và sanh mất, diệt mất. Không còn tồn tại ở bất cứ thế giới nào nữa. Trong vòng sanh tử luân hồi chỉ một lần duy nhất với cái duyên của nó mà thôi. Nhưng ngày mai chúng ta lại tưởng cái người đó đến gặp chúng ta hoàn toàn không phải. Lại là một quẩn sức mới với tính liên tục của nó. Và chúng ta ngỡ rằng ai đó nhưng không phải. Như vậy đối tượng thị giác đó thì khi họ đến thì có rất nhiều cái tâm thấy, thấy cái đối tượng thị giác chứ không phải một. Hết cái tâm thấy này sanh lên rồi lại diệt. Do đó mà, và cái tâm thấy nó chỉ biết đối tượng thị giác, nó không cho đối tượng thị giác là đàn ông, đàn bà gì được hết. Vậy thì cái biết này nó rất là đơn thuần. Như vậy cái gì biết được đối tượng thị giác sau đó là người này người kia, đó là chính là sở hữu tưởng sanh chung với tâm thấy đó. Nó chụp hình và nhớ lại. Như vậy thì chúng ta thấy, do cái tâm thấy nó thấy đối tượng này thì cái tưởng này nó lại sanh lên. Cái tâm thấy khác với đối tượng khác, cái tưởng này nó sanh lên. Và chính vì vậy nó có vô cùng vô nhiều tâm thấy và những cái tưởng này đi chung với ý thức đó. Mà chúng ta, những cái thực tại này đó bị che lấp quá mau chóng bởi cái sự sanh diệt của chúng. Chỉ có trí tuệ, chỉ có học pháp thì chúng ta mới hiểu ra được từng cái tính chất, bản chất. Như vậy là không có ai nhớ về ai cả, mà chính là cái tưởng do cái thức nó, cái thức nó biết đó mà nó tưởng đó, nó biết đó. Do đó mà nó ghi nhận nhiều những cái đối tượng thị giác khác nhau. Như vậy cho chúng ta thấy tất cả thế giới này chỉ có các pháp vận hành. Và không còn cái gì thêm nữa. Và khó hiểu pháp không? Chúng ta tưởng rằng chúng ta học kinh điển rồi là chúng ta cứ nghĩ rằng ô, ở trong kinh nói như vậy, ở trong kinh nói như vậy. Điều đó không có sai, nhưng mà chúng ta chưa đi tới được đâu. Nếu khoảnh khắc này chúng ta không biết gì về chúng thì chúng ta nói trong tưởng và trong mơ hồ. Trong mơ hồ. Và chúng ta mơ từ sáng tới chiều, từ chiều mà tới mai chúng ta thức dậy lại mơ tiếp. Và chúng ta mơ cả ban đêm nữa, ban ngày. Và chúng ta thấy vô minh là lớn không thể tưởng tượng được. Gọi như đối tượng thị giác không thôi đó. Mà chúng ta thực sự hiểu thì chúng ta sẽ hiểu được chân lý. Và chúng ta hiểu cái biết được đối tượng thị giác đó là danh. Và đối tượng thị giác chỉ là sắc. Không có tứ đại thì không có đối tượng thị giác, phải không? Nhưng mà đối tượng thị giác thì không phải là tính chất cứng mềm. Như vậy nè, do vậy chính cái duyên này mà nhãn thức sanh khởi. Chính cái duyên này mà nhãn thức sanh khởi. Như vậy này, nhãn thức dầu ở đời này, đời sau, hay là đời sau, sau nữa, thì chúng sanh có duyên sanh khởi, chúng chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác. Và chúng chính là quả tùy thuận vào nghiệp mà quả của chúng. Nhận thức này chính là quả luân hồi, rồi chưa? Do nghiệp quả.
quá khứ tạo lên. Và những cái đối tượng thị giác nó không biết gì cả, nhưng nó phản ánh cho một tâm quả. Nó phản ánh cho một tâm quả. Để sau đó nó hình thành nên xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Chưa? Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được pháp thì cái duyên trí tuệ tự động nó sanh, nó sanh với nhân duyên của nó. Vì chúng ta không nghe đúng pháp thì nó không thể sanh khởi được, bởi vì pháp nó phải đúng duyên thì mới sanh khởi trí tuệ, còn không đúng duyên cho trí tuệ thì bạn có làm cách nào đi chăng nữa, bạn có nói pháp suốt đời, bạn cũng chỉ là môn vẹt, không hơn và không kém. Về giáo pháp của Đức Phật chỉ để hiểu về khoảnh khắc này và không có làm gì hơn thế nữa. Không có gì làm hơn thế nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy là ái của sắc là khác, phải không? Ái của đối tượng thị giác là khác. Khi mà chúng ta hiểu được nó rồi thì chúng ta mới diệt được nó. Rồi ái của âm thanh là khác, ái của âm thanh là khác, ái của âm thanh là khác. Như vậy pháp ái chứ không phải là chúng ta ái. Giờ thì chúng ta hiểu ra các pháp rồi, sắc ái, thanh ái là khác, hương ái là khác, vị ái là khác, xúc ái là khác, pháp ái là khác. Pháp ái thì có người nặng về, nặng về dục nam nữ, có người nặng về thân kiến, vân vân. Như vậy thì chúng ta muốn trở thành Bà La Môn á, muốn trở thành Bà La Môn thì đây nè, Đức Phật dạy cho chúng ta pháp đây nè. Chúng ta nói với quý vị rằng quý vị không phải cần đi tìm pháp ở đâu cả. Mỗi khi quý vị nhớ về một điều gì đó, thấy là pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, đến là pháp, không phải là quý vị. Không có ai nghe ở đây hết, mà chỉ có âm thanh và cái nghe. Pháp nghe thì khác, mà âm thanh thì khác. Không có ai nếm vị cả, mà chỉ có vị và cái nếm vị thôi. Không có ai xúc chạm, mà chỉ có cái cứng, cái mềm và cái xúc chạm. Như vậy cái cứng, cái mềm, cái thân của các bạn chính là chỉ có những tính chất cứng, mềm, căng, trùng. Đó là bản chất, tính chất của tứ đại. Và khi bạn đục vào cái lồi niêu son chảo đó cũng là cứng mềm. Nhưng mà cái vật chất thì nó sanh ra ái ít hơn là cái xác thân của con người, phải không ạ? Và thời buổi bây giờ thì xác thân con người đôi khi nó cũng không có sanh ra ái nhiều. Mà những cái con người bây giờ người ta tạo ra những cái búp bê gọi là để mà khiêu gợi các cái dục vọng của con người ấy, thì đôi khi người ta lại thích thú hơn, bởi vì tiếp xúc với con người phải trao đổi, phải nói những cái lời này kia thì nó rất là khó. Thời buổi công nghệ đó. Như vậy để cho chúng ta thấy không có ai cả. Không có ai cả. Không có ai cả. Như vậy thì liệu rằng chúng ta có tìm một cái phương pháp thực hành gì để cho trí tuệ nó sanh khởi được không? Ừ.
Dạ rồi, đúng rồi, sư cũng sắp hết rồi. Như vậy là không thể được, phải không ạ? Như vậy, Bà La Môn ở đây chính là một vị thành tựu, thành đạt được chánh chỉ kiến, giới định tuệ, bốn đạo, bốn quả. Mà chúng ta chưa phải là Bà La Môn, mà chúng ta ở đây mà Đức Phật dạy là chúng ta muốn trở thành Bà La Môn thì chúng ta là con của Ngài. Thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cái con đường gì? Bằng cái con đường giới định tuệ, nhưng mà trí tuệ hiểu về các thực tại trong đời sống hàng ngày đi đầu. Hãy bắt đầu từ cái thấy. Và quý vị phải bắt đầu đi, bắt đầu lại hàng tỷ tỷ lần. Các bạn cứ nghe đi, nghe lại, rồi hãy bắt đầu từ cái thấy. Hễ bạn hiểu được cái thấy, bạn sẽ hiểu được thế giới riêng của chúng. Và thế giới chung của chúng là tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy. Tu hành không phải để ngăn ngừa hay diệt trừ tâm tham, không phải vậy đâu, mà để hiểu pháp như nó là, nó là vô ngã. Không có cái tôi, không có ai kiểm soát được nó. Khi có duyên cho cái thấy với đối tượng thì giác đó nó sanh khởi, thì nó phải sanh khởi. Khi mà có duyên cho cái đối tượng nghe đó nó sanh khởi thì nó phải sanh khởi. Cái ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy. Và các bạn không cần phải đi tìm ở đâu cả. Ngày mai các bạn thức dậy cũng chính là pháp thức dậy thôi. Nhưng mà hãy có minh một chút về chúng, còn không thì chỉ là vô minh thôi. Và khi chúng ta hiểu được pháp như vậy thì giới định tuệ nó không tách rời với đời sống của chúng ta được. Và khi chúng ta khéo như lý tác ý, về cái khoảnh khắc này mà chúng ta biết chúng chỉ là pháp, thì dần dần minh sanh thì vô minh sẽ diệt. Mặc dầu chúng ta nghe các ngài nói về tạng vi diệu pháp, những cái lộ tâm này, lộ tâm kia, từng cái sát na này, xin thưa với quý vị nè, chúng tôi có thể nói cho quý vị biết nào lào từng cái lộ tâm một, từng cái sát na một. Và chúng tôi có nói với quý vị rồi, nhiều lần rồi, chúng tôi nói rằng á, cái mà mở mắt đó không phải là cái thấy đó kìa. Cái là mở mắt á là một cái tâm duy tác, nhưng mà cái thấy là một cái quả của nghiệp kìa. Nhưng mà điều đó không đem đến lợi ích bây giờ đâu, mà chúng ta hãy bắt đầu thực sự hiểu về cái thấy và đối tượng thị giác, rồi cái nghe và âm thanh. Và chúng ta phải hiểu được cái đó thật là rõ ràng là vô ngã, rồi chúng ta mới đi trên con đường bát chánh đạo và trở thành Bà La Môn được. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên,
nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thất Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula. Mong cho quý vị, tất cả chư Phật tử, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế, tứ thánh đạo, ngay trong chánh pháp của Đức Thế Tôn Vô Thượng này. Với lời nguyện này mong cho con thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn Vô Thượng. Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại Đức. Dạ, tôn tọ minh hạnh đã rồi rung. Dạ, chúng con kính thỉnh đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọ minh hạnh đã rồi rung. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Sư chia sẻ về quý vị có hiểu thêm, có trí tuệ, nó có sáng thêm một chút nào không ạ? Dạ thưa, sư chia sẻ pháp về quý vị có trí tuệ, có sáng thêm một chút nào không? Dạ, vậy sư hoan hỷ. Dạ. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sadasuthi pavantu te phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma nupavena sadasuthi pavantu te phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sadasuthi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đê quá ta, xâm tí quý hà rá hoa xí ni, tu bê gá rê vô thí gá rê ta hình ta hình, ta thăm ma đà đê na pa hoàn tu vô chi ta. Thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô quá pa ti ca di ya ni căng thầm ma qua răng pa ti cha te sap pe pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha vút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thăm ma cha ri nô vụt thêm sâm pa phu ni ya ma thăm ma ri ya pa vê di tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.